Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Mọi người ơi, hôm nay đã là mùng 10 rồi. Thì thật sự rất là nhanh. Sau khi mà Tết xong thì cũng là một năm mới rất là tuyệt vời rồi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái trải nghiệm, đó chính là thử đi phượt ở xung quanh giao thủy mình ấy. Thì mọi người biết là ở Nam Định có cái gì hot không? Yeah, chắc chắn mọi người đã biết rồi. Thì xem trên tiêu đề ấy, thì hôm nay là mình sẽ trải nghiệm của mình là sẽ đi đến Quất Lâm thiên đường sung sướng. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Ai đây? Mình là báo cáo, mình là bạn Hoàng Quang. Xin chào tất cả anh em. Ôi, sao bạn đứng ở đâu ra đây? Ui giời, hết cho mình anh em ạ. Thôi thì bây giờ thì mình và thằng bạn mình sẽ đi xuống Quất Lâm. Là Quất Lâm tự ấy các bạn ạ. Quất Lâm tự ấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ anh em mình đang ngồi trên xe này. Đấy. Thì hôm nay cầm cái gậy cũng chưa được quen mấy. Đấy, bạn tên là gì bạn giới thiệu? Mình tên là Hoàng, biệt danh là Hoàng Cáo. Rồi, anh mình sẽ đi thôi bởi vì là trời nó cũng khá là tối rồi em. Bây giờ thì nắng khá là đẹp để quay vào cái buổi chiều chiều tà như này. Thì bây giờ anh mình sẽ đi thôi mọi người nhá. Đây bạn cầm được tôi ấy. Đã rồi. Bạn cầm được không? Trước khi đi là phải đeo khẩu trang vào thôi. Đeo khẩu trang vào. Tránh dịch Covid-19. Ok bây giờ anh mình sẽ đi thôi mọi người nhá. Bịt khẩu trang vào nhìn giống dân chơi. Và bạn mình kiểu có cái khăn mặt buộc khá là giản dị. Hôm nay thì mình để cái mic ở ngay chỗ này này. Nói nó đỡ ồn mà các bạn ạ. Thank you.
bạn ơi, ở đây là khu họ nuôi tôm nuôi cá này. Mọi người có thể thấy cái đầm kia không? Cái đầm này là để nuôi tôm, nuôi cá, nuôi vạc, rất là nhiều thứ nha mọi người nha. Ở khu vực phía xa xa kia là họ nằm muối, nên là mình cũng không thể quay cận cảnh được cái họ nằm muối được. Đấy. Ở khu này là khu rau long nha mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Những cái u nhà nhà kia là khu đấy là khu nằm muối đấy. Mình cũng không biết rõ cho lắm. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi hết đoạn đường nha. Let's go!
các bạn ơi, thì mình đã đến khu vực Quất Lâm rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay khu vực Quất Lâm cho các bạn xem nhá. Ok các bạn ơi, thì hiện tại là anh em mình đã xuống đến mạn Quất Lâm rồi nha. Thì ở chỗ đoạn cuối cùng rồi. Đây là đoạn cuối cùng ở dưới khu vực Quất Lâm rồi. Thật sự là ra đến ngoài đây thì mình thấy là ngắt đường rồi. Không có đường để ra đoạn bên kia nữa. Đấy, kia mọi người thấy không? Các bạn ạ. Sao anh kia sang Cồn Vành á? Ừ. Không phải. Đâu có nhà thờ đổ. Nhà thờ đổ trên đấy mà. Nhà Cồn Vành thì mãi mới thấy bình. Mà ở đây là Quất Lâm thì ở khu vực giáp với Hải Hậu nhỉ. Đấy, thì mọi người thấy không? Quang cảnh đấy rất là tuyệt vời luôn. Ôi bạn ơi, đang quay video thì tôi nhìn thấy Manocanh bạn ạ. Ui ôi, tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi, đang quay video nhìn thấy Manocanh. Thì video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhá. Thì thật sự là mình rất là vui khi kênh của mình ấy đã đạt đủ 1.000 người đăng ký và đã được bật tính năng kiếm tiền rồi. Rất là vui luôn mọi người ạ. Thì mình cũng không biết nói gì hơn. Thông qua đây thì bạn mình đây nữa, bạn mình cũng sắp chuẩn bị đi nghĩa vụ đúng không? Đúng rồi ạ. Thì bây giờ bạn có lời gì để chúc anh em ở trong kênh của mình không? Thì đọc sách năm mới mình chúc các bạn sang năm mới mạnh khỏe và nó phát tài phát lộc nha. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhá. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ về thôi nhá. Bạn này chở tôi nào. Bye bye.